Rồi, ok, xin chào các bác. Thì lại là con V60 của em đây. Thì dạo gần đây em thấy trên hội nhóm anh em hay nói về một cái lỗi mới trên cái con V60 này. Tại vì trước đây từ cái thời V20 rồi đến V50, Velvet Wing ấy, cũng không thấy ai nói cái lỗi này. Nhưng mà dạo gần đây em thấy có một số anh em nói cái lỗi này. Thì đó là cái lỗi bị lỏng cái chân sạc ở trên con V60 này. Đấy, thì cái lỗi này em nghĩ nó là hoàn toàn là về phần cứng thôi, nó không liên quan gì đến phần mềm cả, cho nên là anh em cũng rất là dễ để kiểm tra và có thể khắc phục được. Đấy, thì kiểm tra như thế nào? Thì trước tiên khi anh em mua máy mới ấy, thì anh em chú ý cái chân sạc, không những con V60 này đâu nhá, mà tất cả những con LG khác hoặc những cái điện thoại hãng khác cũng thế thôi. Thì các bác chú ý nhìn bằng mắt thường cái lỗ sạc xem nó đang như thế nào. Đây, các bác nhìn kỹ nhé, nhìn tinh nhé. Đây. Đấy, thì các bác có thể thấy này, ở trên con V60 ấy, quanh cái lỗ sạc của nó ấy, nó có một cái vòng bằng nhựa ấy. Đây này, cái vòng nó hơi 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 khó nhìn đấy, nhiều các nhìn kỹ là thấy nó là một cái vòng bằng nhựa nữa đấy, các nhìn này. Đấy, thì nó là một cái vòng bằng nhựa đấy. Thì cái vòng bằng nhựa này ấy, nó sẽ dễ bị hao mòn ấy, dễ bị mòn hơn so với việc mà làm bằng cái thép luôn, bằng kim loại luôn, thì nó dễ bị mòn hơn, dẫn đến khi anh em cắm nhiều lần vào, cắm số lần nhiều là vào ấy, thì nó sẽ bị, có thể bị mòn đi, thì anh em có thể nhìn bằng mắt thường là thấy luôn. Thì em thấy là cái việc mà làm cái vòng nhựa này ở trên điện thoại thì là hay có ở trên Samsung và LG. Đấy, thì còn những cái hãng khác họ làm liền luôn, ví dụ như con này. Đây, em có một con iPad Pro này. Đây này. Đấy, thì họ họ là làm liền luôn nha các bác. Đây này. Thì hiện tại là con iPad Pro này nó em cắm nó cũng nhiều, nó cũng hơi bị tắt toát cái lỗ rồi. Đấy. Đấy, thì cái việc làm bằng nhựa hay là làm bằng kim loại thì em thấy là nó không 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 phải là quá quan trọng đâu. Thực tế là em nghĩ là mục đích làm bằng nhựa này để mà có thể nó có một cái gì đó cách điện hoặc gì đó thì em không rõ đâu, nhưng mà em thấy là Samsung và LG hay làm, thì mục đích rõ ràng của nó như nào thì em không rõ, nhưng mà hiện tại là nếu làm bằng nhựa ấy, thì nó hay bị mòn, và có thể khi mà nó bị mòn rồi ấy, thì các bác dễ bị hiện tượng lỏng cái chân sạc này đấy. Nhưng mà hiện tại có cái con V60 này của em ấy thì nó chưa bị mòn cái phần nhựa này đấy. Thì hoàn toàn cái phần nhựa này các bác hoàn toàn có thể xem bằng mắt thường được, cho nên khi các bác nào mà mua máy mới ấy, thì các bác chú ý nhé, cái chân sạc này và cả cái lỗ 3.5 này cũng thế thôi, nó cũng có một cái vòng bằng nhựa quanh nó đấy. Đó 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 đó, thì các bác chỉ cần khi mà mua máy mới, các bác nhìn xem là cái vòng nhựa này nó còn nguyên vẹn hay không, nó chưa bị mòn mấy là được. Tất nhiên là vẫn có bị xây xước nha, tại vì cắm vào thì chắc chắn phải xây xước rồi. Tại vì người ta mình mua máy nhưng mà thực ra là máy máy cũ 99 mà thì cũng đã bị sử dụng rồi, cho nên người người chủ trước ấy người ta phải dùng chứ. À, đấy, cho nên là nó cũng sẽ bị xước sát, nhưng mà đừng mòn quá là được, kể cả cái lỗ 3.5 này cũng thế. Đấy, cho nên là trước tiên ấy, về ngoại hình thì các bác phải 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 xem là nó có bị mòn cái này không nhá. Và ở cái bên trong ấy các bác nhìn kỹ ở bên trong nhá. Là một cái thanh có dải đen đen ở bên trong này, thì đấy là cái phần tiếp xúc trực tiếp bằng điện này, bằng bằng những cái lá đồng ở bên trong ấy, thì cái này nó rất là khó nhìn, các bác phải không nhìn được đâu. Thì các bác nhìn cái phần trong đấy xem nó còn nó có bị hao mòn, nó cụt đi không, hay nó như nào, ý là nó phải còn một cái đường nó khá là vô thành sắt cạnh ấy. Đấy, có nhìn kỹ vào trong đấy nữa một chút nữa nếu mà các bác để ý. Nếu mà các bác cần thiết thì các bác lấy một cái đèn pin, lấy một đèn pin các bác soi vào trong xem nó thế nào. Đấy, thì đây chỉ là cái phần ngoại hình thôi nhá, cho nên các bác hoàn toàn có thể nhìn được mắt thường thôi, nó là phần cơ thôi. Đấy, còn nếu như các bác nào mà thấy nó mòn rồi ấy, thì thôi bỏ, coi như là con đấy coi như là có thể nó bị sau này nó sẽ bị hao mòn đi, nó bị lỏng thì nó sẽ không được hay. Còn khi mà nó đã bị lỏng rồi thì nó gây ra hiện tượng gì, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là sạc nó bị chập chờn đấy, hoặc là mất sạc nhanh. Mà cái việc sạc chập chờn đấy nó rất nguy hiểm, nó có thể gây hiện tượng mà chập cháy các bạn, cho nên nó rất là nguy hiểm đấy. Cho nên là cái này tuy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu không may nó xảy ra nó có thể ảnh hưởng rất là lớn đấy. Cho nên là khi các bác mua máy các bác nhớ chú ý nhé,
cái này là cái mình sẽ sử dụng hàng ngày, cho nên là nó rất là quan trọng, nhỏ thôi nhưng mà quan trọng đấy. Cho nên các bác mua máy thì các bác cũng dặn cửa hàng là check cái lỗ sạc này và cả cái lỗ tai nghe nữa, xem là họ chụp ảnh cho xem là nó bị mòn không. Nếu mà không bị mòn nữa thì có nghĩa là cái máy đó nó có thể là đang khá là ok. Nhưng tuy nhiên ý, cái phần nhựa này nhá, cái phần nhựa này ấy, nó lại chỉ nằm ở trên phần khung viền thôi nhá các bác, nó chỉ nằm trên phần khung viền thôi, cho nên là nếu như mà họ thay khung viền mới ấy, họ thay khung viền mới thì là cái phần nhựa này nó còn rất là mới và không bị, sẽ không bị mòn nhé. Đấy, và nó có thể bị mòn cái phần bên trong đấy. Thì đây em cũng có một cái con đây là con V30 này, con V30 này thì của em lắp bét rồi. Thì con V30 nó cũng có cái phần viền nhựa đấy các bạn này, các bạn nhìn thấy rõ này này. Đấy, một con V30 cũng có viền nhựa đấy. Thì thực ra là thì nếu các bác cắm cắm một cách bình tĩnh, cắm một cách từ từ ấy thì nó cũng gần như không chẳng chẳng bao giờ nó bị mòn được các bác. Đấy, em cắm những con điện thoại em dùng, tất cả những con mà dùng cổng taxi đến giờ em chả bao giờ gặp cái hiện tượng đấy, tại vì khi mình cắm cắm sạc ấy, mình rất là bình tĩnh, mình nhìn nhìn đúng lỗ là mình mới cắm, chứ không phải là cứ rờ rồi cắm cắm đại cắm bừa đi, rất là dễ dính bệnh các bạn. Bệnh gì thì các bác biết rồi đấy. Nhưng mà thì đấy các bác chú ý nhé, khi mà cắm thì nó từ từ thôi đấy, phải nhìn rõ lỗ lỗ nào chính xác là mới cắm đấy. Được cái là con taxi này cắm đầu nào cũng được, cho nên các bác không phải đắn đo về chiều. Đây thì đây cũng có một con V30 nữa, thì nó đây các bác, cái này là em lấy của bác nào đấy, thì các bác phải cắm tất tò lè đầu hết rồi đấy. Thì nhá, nếu như các bác thay cái khung viền này thì là cái phần nhựa này nó sẽ lại mới lại thôi. Cho nên là nhiều khi ấy, là gặp những cái máy mà nó bị thay cái viền rồi ấy, thay khung viền rồi ấy, thì các bác phải nhìn rõ, nhìn kỹ được cái phần trong này. Đây, cái phần trong này này. Thực ra cái phần trong này nó cũng 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 sẽ bị mòn đấy các bác. Đây nhìn nhìn con này này, nhìn cái này nó bị mòn này. Cái này là hơi hơi bị tối quá nhỉ. Đây này. Các bác nhìn cái phần nhựa này nhá. Cái phần nhựa màu đen này giữa này này. Đấy, cái phần đầu nó đã, em thấy nó đã hơi bị mòn rồi đấy. Chứ các bác nhìn ở ngoài cũng thể nhìn soi pin vào sẽ thấy luôn đấy. Đấy, cho nên là các bác chú ý nhé. Thì phải nhìn cả phần viền và cả cái lõi ở trong này nữa, xem nó thế nào. Đấy. Còn nếu như mà các bác nào đã bị rồi, nhiều khi là nhìn kể cả cái viền nhựa này còn ok và cả bên trong này còn ok mà các bác cắm nó vẫn bị lỏng ấy, nó vẫn bị lỏng ấy, thì các bác xem lại cái cáp sạc của các bác nhé, cái cáp nhé. Thì các bác chú ý dùng cái cáp nó xịn một chút. Thế đây em có một mớ các loại cáp này này, các loại cáp luôn, cáp của các hãng luôn, thì sẽ giới thiệu cho bác từng từng cáp từng loại luôn nhé. Đây thì trước tiên ý, đây là một cái cáp của Apple nhé. Đấy, dùng theo con Pro của em, con Apple Pro của em nó dùng nó phải đến mấy năm nay rồi, nó vẫn chưa có vấn đề gì cả. Đấy, nó chỉ hơi đen bẩn đi chút thôi. Đấy, cắm vào xem nào. Đây, cắm vào con V60 này. Đấy, thì các bác nhìn thế này. Đấy, cắm vào rồi nhá. Đấy, nó vẫn có một chút lỏng đấy nhá. Đấy, nó vẫn có một chút lỏng. Đấy. Đây, cáp của Apple, ok. Tiếp theo, đây là một cái cáp của Beyerdt, em mua trên Shopee thôi. Đấy, nó cũng là hàng chính hãng đấy nhá. Cắm vào. Đấy, nó cũng lỏng một chút, y chang như cái con Apple kia. Rồi. Tiếp theo, đây là một cáp của Anker. Đấy. Cắm vào xem. Đấy, cái Anker này lỏng còn lỏng hơn một chút nữa này. Rồi. Tiếp theo là một cái cáp sạc của Xiaomi. Thì nó không có cái tên tuổi gì đây nhưng mà em biết nó là của Xiaomi. Đấy, cái Xiaomi nó lại còn lỏng hơn một chút nữa này. Đấy. Tiếp theo đây cũng là một cái cáp của Beyerdt nhưng mà loại có tự ngắt. Đấy, loại có tự ngắt thì nó cũng lỏng, cũng khá là lỏng. Thì từ nãy giờ em thử ấy, thì em thấy là cái cáp của Apple này, này là nó có vẻ chắc chắn nhất các bạn. Và sau đến đấy là cái cáp của
quả bay ớt nhưng mà là cái loại mà không có tự ngắt ấy. Đấy. Đấy, rất là ngon. Đấy, và cái loại của ăn cơ này cũng cũng được này. Ăn cơ này cũng được này, hoặc các mô ăn cơ cũng được. Đấy thì tất cả các sạc à, quên các sạc vừa rồi em cho các bác xem ấy thì nó đều là cáp sạc xịn nhé, không không có hàng nào hàng fake đâu. Thì có một điểm em dễ nhận thấy ấy, ở những cái cáp sạc xịn ấy nó là như này này các bác. Ở những cái cáp sạc khi mà các bác mua nhé, các bác chú ý một điều này nhỏ thôi, tuy nó không quá quan trọng nhưng mà em nghĩ đây là một cái điểm để các bác có tham khảo thôi nhé, đây là cái kinh nghiệm của em thôi chứ em không bảo đấy là đúng hay là sai, thì em đấy là cái kinh nghiệm của em thôi nhé, tại vì em dùng nhiều cái em cũng thấy nó có vẻ như vậy. Đây. Đây là một cái cục chuyển đổi từ B sang C. Đấy. Nó cũng khá là lỏng. Đấy. Thì đây này, các bác chú ý khi mà mua cáp nhé, các bác chú ý cái phần đầu cắm đây này. Ở những cái cáp mà em thấy là chất lượng nó kém hơn ấy, nó có cái dạng mà kết nối như này này. Nó có điểm cắt như này này, đây các bác nhìn thấy không? Nó có nghĩa là nó phải cái vòng C đây này, nó không phải là một khối liền mạch mà nó là như kiểu nó ghép lại ấy. Đây này. Đây này. Một mặt thì nó là liền nhé, một mặt này thì liền. Mặt này thì liền, còn mặt này thì là nó bị ghép lại. Đấy. Đấy thấy không? Thì những cái cáp sạc mà em thấy xịn ấy nó đều là một khối cả. Đây này. Đây bên này cũng liền này, bên này cũng liền này. Cái này liền này. Cái này cũng liền luôn này. Đấy, cái này liền này. Liền luôn này. Liền này. Liền này. Liền này. Liền này. Đấy các bác thấy không? Thì đây chỉ là một cái kinh nghiệm của em thôi nhé. Em không không phải là sai đúng nhưng mà tùy các bác thôi, các bác cứ để ý xem có đúng như vậy không. Đấy, cho nên em nghĩ là các bác nào mà mua cái cáp sạc ấy thì nhớ mua cái hàng chính hãng nhé, đừng mua hàng trôi nổi trên thị trường bây giờ như kiểu là vào tự nhiên vào cái quán quán ven đường ấy, xong là các bác bảo bán cho tôi cái cáp sạc cổng C này, thì họ thường thường họ đa số là cái sạc lợp từ các bạn, cho nên các bác phải chú ý nhé, mua là phải mua cái xịn vào, chính hãng vào, đắt một chút 200-300 nghìn cũng được. Các bác cái cáp này các bác hoàn toàn có thể dùng rất là lâu dài mà, có phải là mỗi dùng cho cái máy đấy đâu, dùng cho tất cả các loại máy được mà, cho nên các bác cứ đừng tiếc cái này. Và khi các bác dùng cái cáp sạc xịn này này, nó truyền tải điện năng nó rất là tốt đấy, cho nên các bác sẽ sạc nó sẽ nhanh hơn. Đấy, đấy là cái cáp sạc nhé. Còn nếu như mà khi các bác đã bị lỏng cái chân chân sạc này rồi ấy, thì các bác một là các bác gửi đi bảo hành, người ta sẽ thay cho các bác cái có thể là thay cái nếu mà viền này nó không không làm sao, cái khung viền này cái phần nhựa này nó không làm sao ấy, thì người ta sẽ có thể thay cái cụm cái mạch sạc bên trong, đây như cái mạch sạc này này. Đấy, người ta sẽ thay cái mạch sạc cho các bác. Đấy, còn không thì nếu mà cái nhựa này mà nó mòn quá rồi thì bắt buộc người ta sẽ phải thay khung cho các bác thôi. Đấy là điều bắt buộc. Thì cái này nó theo sản xuất rồi, nó không không thể là thay riêng được. Cho nên là phương pháp thứ nhất là các bác gửi đi bảo hành. Nếu như mà máy còn bảo hành thì tại vì cái này là lỗ phần cứng rồi, nó không liên quan gì phần mềm cả. Và cái lỗi này nó rất là nguy hiểm nhé. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó ảnh hưởng lâu dài đến máy, nó có thể gây cháy nổ đấy. Cho nên các bác chú ý. Nếu như mà còn bảo hành thì gửi đi bảo hành. Đấy, còn nếu như hết bảo hành rồi ấy, hoặc là trong quá trình sử dụng các bác sử dụng lâu dài rồi thì đương nhiên nó cũng sẽ bị mòn thôi, nó sẽ bị lỏng. Đấy thì các bác làm thế nào? Thì các bác đây em chỉ cho các bác một cách nó rất là đơn giản thôi. Thì trước tiên ấy các bác cũng phải trước tiên là phải vệ sinh nhé, trước tiên là phải vệ sinh, tại vì khi nó đã lỏng rồi thì cái tiếp xúc của nó sẽ rất là kém, thì các bác phải vệ sinh cái lỗ sạc đi trước tiên nhé. Thì các bác tắt nguồn đi, các bác tắt nguồn đi và các bác dùng cái bàn chải ấy, ở đây em không có tự nhiên lại không có bàn chải, thì các bác có thể dùng bàn chải đấy hoặc là một cái chổi như này này. Đấy, các bác vệ sinh qua trước, trước tiên là các bác vệ sinh qua cái lỗ sạc đi đã, để nó sẽ bị đánh bay những cái vết bẩn đấy, vết bẩn vết bụi trong quá trình sử dụng bác, nó bị
lưu vào trong đấy. Cái thao tác này các bác nên sử dụng hàng ngày, hàng tuần luôn đấy các bác. Cái này không phải là thừa đâu, hoàn toàn rất là nên dùng ấy. Tại vì cái lỗ này nó thường xuyên nó bị hở mà, dẫn đến là bụi rồi cát rồi có thể là cả chất lỏng nữa, dầu mỡ nó chui vào đây thì nó làm cái chân tiếp xúc đồng ở bên trong này này nó bị dỉ, nó bị hoen ố đi, nó tiếp xúc kém đấy, nó cũng gây ra hiện tượng mà sạc chậm rồi có thể là gây chập cháy đấy. Nhỏ thôi, những công việc rất là nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn các bạn đấy. Thì bác vệ sinh xong đấy, còn nếu mà các bác nào mà cẩn thận hơn, có một cái chút kiến thức về kỹ thuật nữa ấy, thì các bác dùng cái loại này này, loại RV7 này này đấy, RV7 nhá, RV7 này nhá. Các bác đừng 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 xịt trực tiếp vào cái máy nhé, đừng trực tiếp vào máy mà xịt vào cái chổi ấy, hoặc cái bàn chải đánh răng ấy. Các bác xịt vào bàn chải đánh răng xong rồi các bác vẩy vẩy đi cho nó đỡ nước ấy đấy, không không đừng 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 dùng nhiều quá cái này đấy. Sau khi bác xịt vào thì bác lại đánh lại nữa đấy, đánh lại một tí nữa đấy, xong rồi các bác dùng đánh lại, qua đánh lại mấy lần đi cho nó. Cái chất này ấy, cái chất RV7 này ấy, nó là cái chất để ăn mòn kim loại mà, cho nên nó khi mà đánh vào ấy nó sẽ làm sáng cái tiếp xúc đồng ở bên trong cái này ra thì nó sẽ ngon. Và sau khi các bác đánh bằng RV7 xong rồi thì các bác nếu mà có cái dụng cụ thổi chuyên nghiệp như này thì cũng được. Thực ra là việc thổi vào nó không không phải là tốt đẹp gì đâu. Nếu như các bác cái rắc này của các bác mà nó bị hở ấy, thổi vào như này này đồng nghĩa với việc là thổi cả cái RV7 ở bên trong thì nó không không tốt đâu. Thì các bác có máy hút đấy, máy hút ra thì mới hợp lý. Thực ra là máy hút thì mới hợp lý nhưng mà thôi. Mình biết là máy mình nó còn ngon, nó không bị vào nước bên trong thì có thể thổi được thoải mái nhé. Còn nếu các bác không có cái này thì các bác lấy cái máy sấy tóc ấy, các bác khò khò nhẹ ở phía ngoài ấy, khò cho nó hơi nóng nóng cho nó bay hơi đi, hoặc các bác dùng miệng các bác thổi ra cũng được đấy. Thì cái đấy là việc các bác làm khô thôi đấy, thì đấy là cách vệ sinh. Tiếp theo các bác cũng nên vệ sinh cả những cái rắc cắm như này nữa, không phải là chỉ mỗi những cái ở trên máy bẩn đâu, cả rắc cắm này nó cũng bẩn này. Đấy, các bác cũng vệ sinh y chang như đấy. Còn cái trên rắc cắm này hoàn toàn các bác có thể xịt thẳng vào luôn, trên rắc cắm này bác xịt thẳng vào luôn để mà vệ sinh không sao đâu. Tại vì cái này nó không 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 dẫn điện vào bên trong rồi các thứ, nó không liên quan đến main, cho nên là các bác xịt thẳng vào cũng được, rồi các bác cũng vệ sinh như bình thường đấy. Thì sau khi hai bước mà vệ sinh cái cổng sạc này, vệ sinh cái dây cắm cắm này ấy. Đấy, việc ưu điểm của vệ sinh hai này nó rất là lớn nha các bác, nó có thể khắc phục được những cái lỗi như sạc chậm rồi tiếp xúc kém các thứ đấy, nó rất là lớn nhé. Còn nếu như các bác nào đã vệ sinh cái hai cái này mà không được ấy, không được nhé, nếu như vệ sinh hai cả cái lỗ sạc này và cái rắc cắm này mà không được ấy, thì các bác thử thử đổi cái rắc cắm này xem, thử đổi cái, tại vì cái này nó dễ đổi hơn mà. Tại vì em nghĩ là nhiều bác sẽ dùng những cái cáp cáp lởm ấy thì nó sẽ tiếp xúc không tốt, thì các bác đổi cái này nhé, đổi cái này sang một cái dây cáp khác mượn của bạn bè hay là gia đình gì đấy. Các bác thử đổi xem nó được không, hoặc ra quán lại bảo anh ơi cho mượn cái jack xi như này, các bác cắm vào xem, nếu mà nó ok, nó chắc chắc chắn thì là ok đấy. Còn nếu mà chưa đổi được ấy, tạm thời khắc phục bằng bằng cách là các bác đây này, nhìn thấy các bác nhé. Đây ví dụ như cái này nó cũng hơi lỏng đúng không đấy, hơi lỏng này đấy, thì các bác có thể hoàn toàn là các bác dùng cái kìm ấy, hoặc là các bác chẳng cần dùng kìm cũng được, các bác chỉ cần ấn một đầu nào đó của cái này vào cái cạnh nào đó đấy nhá. Ví dụ các bác nhìn đây này, cái cạnh này của em nó đang thẳng nhá, đấy các bác chỉ ấn một ấn cho nó móp vào một chút, ấn cho nó móp vào một chút, ấn cả hai đầu cũng được đấy, ấn ấn cho nó móp đầu một chút, ấn sâu sâu vào một chút nhé. Đấy, các bác nhìn đây này, sau khi ấn thì nó hơi cong cong vào một chút như này này. Đấy, thì nó sẽ bóp cái đấy chắc hơn nhiều các bạn. Tất nhiên là cái lòng này thì nó vẫn có thôi, tại vì cái kích thước ấy, cái kích thước của cái lỗ này bao giờ nó lớn hơn cái này, giờ đến nó sẽ có khoảng hở. Nhưng mà khi mà em cắm vào ấy, khi mà em cắm vào nhé, em thấy là cái độ chắc chắn của nó tăng lên đấy, cho nên là một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Không những cái dạng sạc xi này đâu, mà cái dạng sạc của micro USB cũng có thể làm được như vậy đấy. Thì các bác khắc phục tạm thời thôi, cái đây chỉ là khắc phục tạm thời thôi, còn
đương nhiên các bác phải tìm hiểu xem là nguyên nhân của nó là do đâu đấy nhá, do cái phần nhựa này hay do phần bên trong đấy, thì các tùy các bác để mà các bác khắc phục đấy, chứ không phải là con máy LG B60 nào cũng bị cái lỗi đấy đâu nhá. Đấy cho nên là đây hoàn toàn là lỗi phần cứng thôi, cho nên, và cái lỗi này rất là dễ nhận biết, cho nên các bác cứ yên tâm nhé, các bác mua về các bác chú ý nhìn cái cổng sạc đó là các bác biết ngay đấy, cho nên là không phải là con nào nó cũng lỏng đâu đấy, cho nên là mua ấy các bác phải phải tỉnh phải 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 chú ý những cái chi tiết nhỏ đấy thôi, chứ bây giờ bảo là mua gặp cái con máy V60 lỏng phát là lại đăng lên hội là ui giời, cả cái lũ V60 nó đều bị như thế là không đúng rồi nhé, tại vì cái lỗi này nó rất là dễ nhận biết mà nó là phần cứng thôi đấy, cho nên các bác mua máy ấy, chú ý nhé, rồi chúc các bác chọn được con máy ưng ý nhé.